Clip YouTube của nhóm Sắc Màu đã nhận được những lời khen, động viên từ mọi người xung quanh. Thế nhưng chưa kịp mừng thì họ đã phải đối mặt với một lượng lớn dislike và comment xấu từ đâu ập tới. Nhóm Superstar được thể lại càng dè biểu khinh thường nhóm Sắc Màu. Thái độ của các cô nàng xấu tính khiến cho Kim tin rằng họ nhúng tay vào chuyện này. Bên cạnh đó, nếu quyết định sẽ giúp đỡ Anna, nên đi theo và cùng biểu diễn đường phố kiếm tiền với cô. Họ đụng độ một nhóm đường phố khác đến giở trò. Liệu hai cô gái sẽ thoát khỏi vụ này như thế nào đây? Nhóm Sắc Màu sẽ làm gì tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập 17 của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z. Mấy người muốn tiền đúng không? Nếu bây giờ không đưa thì sao? Thì muốn tao nhẹ nhàng với mày hay là muốn mạnh bạo với mày? Xem ra là hai đứa mình cùng thích một người rồi đó. Tại vì anh Nam Phong vừa đẹp trai, vừa ga lăng và vừa tài năng nữa chứ. Nè ba, tổng cộng là 212.500 đồng đó. Wow, nhiều vậy. Nhờ bà mà bữa nay tôi được nhiều hơn bình thường á. Có gì đâu, giúp được ba là tôi vui rồi. Vậy thôi, mình đi ăn đi, tôi đãi bà. Ê, đi đâu? À, cho tụi bay đi mà đi. Tụi mày đá chén cơm của tụi tao và muốn đi đâu là đi hả? Mấy ngươi nói gì vậy? Ai đá chén cơm của mấy ngươi? Mày còn cãi à? Đây là địa bàn của tụi tao, chỗ tụi tao làm ăn. Tụi bay đến đây hốt hết tiền thì không phải cướp là cái gì. Bây giờ sao? Mấy người muốn tiền đúng không? Nếu bây giờ không đưa thì sao? Ê, mày không đưa hả? Mày muốn tao nhẹ nhàng với mày hay là muốn mạnh bạo với mày? À, chủ bảo vệ ơi! Nè, mấy người kia làm gì đó? Mày và mày đó, lần sau mà còn đến đây, đừng có trách tao. Tôi trình tao đó hả mày? Ê, đừng kia, đừng lại! Có chuyện gì đó các cháu? Dạ tôi kia. Dạ không có chuyện gì đâu chú, con xin lỗi. Ủa sau này ba không nói cho bà vậy nhé? Bà ngốc quá à, mình đang biểu diễn lấn chiếm làm bài đường, bác ấy không bắt mình thôi chứ nói bác ấy làm gì. À mà nãy giờ bà có bị thương đâu không? Tôi không sao, tôi phải hỏi ba á. Tôi không sao, may quá à. Bà mà bị gì á chắc tôi hối hận lắm luôn á. Tôi không ngờ đi biểu diễn đường phố lại nguy hiểm như vậy luôn á. Mà nè, sao bà lại đi làm sớm vậy mà lại chọn cái nghề này nữa? Bộ ba mẹ ba để cho ba đi làm vậy hả? Ba mẹ tôi đâu còn trên cõi đời này đâu mà để hay không để. Ủa, vậy là... Ba mẹ tôi mất cách đây 2 năm rồi. Để lại mình tôi với thằng em trai. Tôi phải gồng gánh lo cho nó. Bởi vì tôi chưa đủ tuổi á, nên đâu có nơi nào nhận tôi làm đâu. Rồi một bữa tôi thấy người ta biểu diễn đường phố, nên cũng bắt chước học theo. Tại vì cũng có xíu năng khiếu âm nhạc mà. Mà khổ quá. Khổ gì đâu, tôi quen rồi. Tôi lăn lộn ngoài đường nhiều á, nên là tôi cũng trở nên mạnh mẽ. Nên nhiều người cứ nói tôi như con trai vậy. Gia đình tôi ở dưới quê á cũng nghèo lắm, nhưng mà tôi không có được mạnh mẽ như ba đâu. Ngay từ lúc gặp mặt tôi đã biết ba không phải dạng nữ nhi thương tình rồi. Chứ ba nghĩ tôi sao? Ba là người đặc biệt nhất trong mắt tôi luôn. Cảm ơn bà nha. Ơ, tôi quên mất, tôi phải về đưa em tôi đi khám bệnh á. Vô đãi bà á, đợi bữa khác nha. Dạo đa. Đi đâu chưa về nữa, không biết có kịp giờ ăn cơm không ta? Còn Mira ấy,
Tôi thấy dạo này cứ thập thà thập thụt, không biết phụ giúp mình gì hết á. Hình như dạo này Mirai có bí mật gì giấu tụi mình hay sao á. Mà thấy suốt ngày cứ cắm mặt vô cái điện thoại nói chuyện với ai. Bà cũng thấy như tôi đúng không? Đáng nghi lắm à nha. Hình như là Mirai có bồ hay sao ấy. Có bồ hả? Nhưng mà đáng nghi là sao? Thì hay cười nói một mình nè, rồi nhắn tin, gọi điện thì bí mật. Đôi lúc ấy, tôi còn thấy đi về với một ai chứ không phải là tụi mình. Hỏi thì lại không nói, thế mới đáng nghi chứ. Bà nói cũng có lý. Nhưng mà tôi thấy cái đó là chuyện riêng của Mirai. Thí dụ như Mirai thích á, thì bà tâm sự với tụi mình. Miễn sao là đừng để thằng nào lừa, hay là đi giật bồ của đứa nào đó thì được. Đi gì? Tôi có cái này á, muốn hỏi bà từ lâu rồi á. Gì bà nói đi. Hình như là bà thích anh Nam Phong đúng không? Trời ơi, bà nói gì vậy? Nói khùng nó điên cái gì vậy? Tôi làm sao mà thích anh Nam Phong được? À mà hình như là bà cũng thích anh Nam Phong phải không? Bà đi rồi hả? Sao mà tôi thích ảnh được? Đấy, trời ơi. Thật ra tôi thích anh Nam Phong. Xem ra là hai đứa mình cùng thích một người rồi đó. Thì cũng chả trách được. Tại vì anh Nam Phong vừa đẹp trai, vừa ga lăng, mà vừa tài năng nữa chứ. Bà nói cũng đúng. Mà ví dụ như mà anh Nam Phong thích tôi á, thì chắc bà cũng không xen vô đâu hả? Chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu mà anh Nam Phong cũng có thích tôi ý, thì bà cũng đừng đóng vai tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân đó nha. Dĩ nhiên, chị em sao đâm lén sau lưng được chứ. Mắc méo nào. Nè, cuối tuần này á, ông có nhớ là ông hứa ông dẫn con Long Đông đi coi ca nhạc không? Thì sao giờ không đi được? Tính đổ cho tôi rồi đi chơi con bồ đúng không? Bạn cái tối ngày có nhiêu đó thôi. Tôi đã nói rồi, cuối tuần này tôi rất là nhiều chuyện bận nên tôi không có rảnh đưa nó đi được. Mà sao lạ nha, bà cứ mở miệng ra nói những lời khó nghe là sao vậy? Sao? Khó nghe lắm hả? Khó không? Khó mấy cũng phải nghe. Hứa với nó rồi á thì phải giữ lời, đừng có đỡ cho tôi chứ. Tôi cũng biết bận mà, tôi phải đi làm vậy, tôi đâu có ăn bám ông đâu. Sống á chỉ biết mình thôi à, ích kỷ như vừa thôi. Bà nói tôi ích kỷ, chắc bà không ích kỷ đó mà nói người ta. Bởi vậy á, tôi nói thiệt á, bà là thứ đàn bà này. Đàn bà sao? Đàn bà sao? Tôi nói bà. Ê, con gái mới về nào vậy con? Dạ ba mẹ. Mới về hả con? Mẹ lấy sữa cho con uống nha, rồi học bài. Dạ thôi con không uống đâu, để con tìm gì ăn rồi con lên học bài. Thôi mẹ nấu mì gì con ăn nha. Mẹ, mì gói nóng lắm con không ăn đâu. Tối ngày mì gói, mì gói. Thôi con muốn ăn cái gì thì con ăn nha. Có nhớ hồi cuối tuần này ba hứa dẫn con đi coi ca nhạc á ha, nhớ không? Bà hứa là giữ lời á, yên tâm nha nha. Con biết không, tuy là cuối tuần ba rất là bận rộn nhưng mà ba đã hứa với con thì ba sẽ thực hiện. Ba sẽ đưa con đi coi ca nhạc, rồi ba sẽ đưa con đến một cái nhà hàng, con muốn ăn món gì mà con thích nhất. Nhưng mà không bao giờ ăn mì gói nha con. Vậy thì tốt rồi. Phải chi mình có đủ dũng khí để xé đi những cái mặt nạ giả tạo đó. Phải chi mình có đủ dũng khí để nói thẳng, nói thật với ba mẹ.
212.500 đồng. Nhưng mà ngày khác lại còn ít hơn. Cho dư dạ thì 300.000 đi. Vậy là một tháng 6 triệu. Tiền gạo thì 18.000 một ký. Tiền thịt thì... Tiền thịt heo bây giờ bao nhiêu ta? À Kim, ba có biết tiền thịt heo bây giờ bao nhiêu tiền một ký không? Hôm qua tôi với Lizzie đi chợ, hình như là 150 một ký thịt ba chỉ. À, bà hỏi chi vậy? À, tôi có việc cân á. Nếp, hả? Đang tính toán gì vậy? Ờ, à, đâu có đâu. À, mà tôi hỏi ba này nhá. Với mức sống ở Sài Gòn mà hai chị em đang tuổi ăn học thì liệu 200.000 một ngày có đủ không ta? Hai chị em hả? Mà tầm bao nhiêu tuổi mới được? Nếu mà bằng tuổi tụi mình á thì đủ ăn đủ học. Nhưng mà chi phí phát sinh á thì không biết được nha. Nhiều khi bị bệnh á là tiêu luôn đó. Chà chà, căng quá. Mà Nếp nè, dạo này á bà có thiếu thốn gì không? Có gì khó khăn á thì nói tụi tôi để tụi tôi giúp nữa chứ. Thật ra là người cần giúp không phải là tôi mà là Anna. Anna Tâm Bói hả? Nhà bà có gì khó khăn sao? Ừ, bà cũng khổ lắm. Ba mẹ mất sớm, bà phải tự đi làm một mình để kiếm tiền nuôi em. Nhưng mà bà đi biểu diễn đường phố vừa bấp bênh vừa nguy hiểm. Mà ngày có 200.000 à, lại có bữa được bữa không nữa. Có khi lại còn bị người ta đuổi đánh, khổ lắm. Nhưng mà giờ tụi mình làm gì để giúp bà giờ? À, bà nghĩ sao nếu tụi mình thêm một thành viên vô nhóm? Thêm thành viên mới? Ý bà là cho Anna gia nhập vào nhóm mình đó hả? Ừ. Cũng là một ý hay đó. Nhưng mà tôi thấy... Nhưng mà bà thấy sao? Bà còn nhấn gì gì nữa? Anna có bộ lạnh lùng vậy thôi chứ thật sự rất 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 tốt luôn. Bà còn nhớ đợt trước Anna đã cứu tụi mình khỏi nhóm Superstar không? Rồi lúc đúng đúng tự tử cũng nhờ tiếng đàn của Anna mà đúng đúng đã ngưng lại. Nói chung là Anna rất ân cần, rất tử tế. Còn điều là vì cuộc sống khó khăn quá nên Anna phải tự gồng mình vậy thôi. Ủa? Mà sao bà sốt sắng dữ vậy? Ý tôi á là Anna rất là được. Tôi rất là ngưỡng mộ tài năng đánh đàn của bà. Mà Anna còn biết sáng tác nữa. Nếu mà vào nhóm mình á, khỏi bàn cãi gì luôn. Nhưng mà tôi chỉ sợ Lizzie với Mira không đồng ý. Với Anna không chịu thì sao? Gì chứ, Anna là chắc chắn đồng ý luôn á. Dù sao á hả, thì kênh YouTube của tụi mình cũng chưa kiếm tiền được. Hay là bà hỏi lại cho chắc đi. Ok ok, còn Lizzie và Mira tôi cũng sẽ cổ thuyết phục luôn. Mà thôi, không nói chuyện với ba nữa. Tôi đi tìm hai nhỏ đó đây. Có gì hẹn ba sáu nha, cảm ơn. Ê ê ê, Lizzie với Mira đi mua đồ rồi. Nếp, Nếp. Trời đất, cái bà này. Ủa mà sao Nếp lo chuyện này dữ vậy ta? Sao giờ này ở đây mà không về? Ờ, anh á, tôi có chuyện muốn nói với ba. Có chuyện gì vậy? Ba vô nhóm YouTube với tôi nhé. Sao bà lại muốn rủ tôi vô? Bộ nhóm bà thấy người hả? Vì làm YouTube á, sau mà nếu nổi tiếng sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Vậy là tôi cũng thấy ba vất vả nữa, nên cũng muốn giúp đỡ ba phần nào. Chứ ba đi biểu diễn đường phố vừa bấp bênh vừa nguy hiểm giống như hôm qua đó, ba cũng sợ hả? Cảm ơn bà, nhưng tôi không biết làm YouTube. Với lại công việc hiện tại của tôi cũng ổn rồi, tôi không cần bà thương hại đâu. Anna, tôi không phải là thương hại ba. Ba đừng có hiểu lầm tôi chứ. Anna, tôi xin lỗi nếu làm ba không vui. Ba đừng giận tôi nhé. Được rồi Nếp, tôi không giận bà đâu. Còn chuyện làm YouTube á, tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời bà sau nha. Tôi về đây.
Anh á, hôm nay chắc chắn anh Nam Phong sẽ sang chơi. Không biết mình có nên nấu món gì ngon ngon cho anh ăn không ta. À mà quên, không biết nhỏ Kim nó sẽ tấn công anh Nam Phong bằng cách nào. Nhưng đối với mình, con đường nhanh nhất là con đường bao tử.